Đây là chương 5, kế toán tài sản cố định. Chương này chúng ta gồm hai nghiệp vụ cơ bản. Nghiệp vụ 1, rút dự toán ngân sách nhà nước, mua sắm tập trung tài sản cố định. Nghiệp vụ 2, đơn vị được cấp bằng hiện vật là tài sản cố định đưa vào sử dụng. Đây là nghiệp vụ thứ nhất. Rút dự toán ngân sách nhà nước, thực chi chuyển khoản từ tài khoản 9523.3 mã quan hệ ngân sách tại kho bạc nhà nước, Hai Bà Trưng, Hà Nội. Nội dung thanh toán: chuyển tiền mua sắm máy văn phòng tập trung năm 2021 theo giả sử hóa đơn số 061691 ngày 3 tháng 3 năm 2021. Mã nội dung kinh tế là tiểu mục 6956 các thiết bị công nghệ thông tin, mã chương 622 phòng giáo dục, mã ngành kinh tế 071 giáo dục mầm non, mã nguồn ngân sách số 13 kinh phí thực hiện chế độ tự chủ tự chịu trách nhiệm, số tiền 27.650.000. Cho đơn vị nhận tiền là Nguyễn Trung Kính, địa chỉ Hai Bà Trưng, Hà Nội, có tài khoản mở tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam chi nhánh Hai Bà Trưng. Bộ hồ sơ của các bạn bao gồm: đầu tiên, giấy rút dự toán ngân sách nhà nước được in từ trang dịch vụ công trực tuyến kho bạc nhà nước sau khi được kho bạc nhà nước xác nhận hoàn thành thanh toán. Tiếp đến, giấy đề nghị thanh toán. Có người đề nghị thanh toán là người mua ghi trên hóa đơn. Sau đó là chứng từ gốc, hóa đơn số 061691 giả sử ngày 3 tháng 3 năm 2021. Và sau đó các bạn sắp xếp một bộ hồ sơ đầy đủ minh chứng cho việc đơn vị đã đăng ký mua sắm máy văn phòng tập trung với cơ quan chủ quản và được cơ quan tài chính cấp trên mua sắm bằng thỏa thuận khung. Đơn vị được nhận một bộ hợp đồng thanh lý hợp đồng để lưu tại đơn vị. Và trong nghiệp vụ này, đơn vị đã mua hai máy văn phòng bao gồm máy tính giá trị là 12.660.000 và laptop trị giá là 14.990.000. Tổng giá phải thanh toán cho bên nhà cung cấp là 27.650.000. Các bạn thao tác trên phần mềm kế toán như sau. Vào phân hệ tài sản cố định. Để sử dụng được phân hệ tài sản cố định, các bạn phải khai báo mã tài sản cố định và khai báo về phòng ban. Trong chương đầu tiên, chúng ta đã khai báo các phòng ban và thống nhất sử dụng một phòng ban chung mang tên toàn đơn vị cho việc quản lý cán bộ cũng như cơ sở vật chất, gồm vật tư hàng hóa, công cụ dụng cụ và tài sản cố định. Quay lại phân hệ tài sản cố định, chúng ta sẽ khai báo mã tài sản cố định là máy tính 1 và laptop 1. Sau đó, ghi tăng tài sản cố định bằng hình thức mua chuyển khoản kho bạc. Phần mềm sẽ link sang phân hệ kho bạc nằm ở phần chứng từ chuyển khoản kho bạc. Tại đây các bạn bật tiện ích để xin giấy rút dự toán chuyển khoản, xuất khẩu dịch vụ công để đẩy lên trang dịch vụ công điện tử thanh toán cho nhà cung cấp. Chúng ta vào phân hệ tài sản cố định, chọn khai báo tài sản cố định. Các bạn có thể thêm mới mã tài sản cố định bằng cách nhấn thêm trên thanh công cụ để khai báo mới mã tài sản cố định. Còn nếu trường hợp đơn vị đã có sẵn những tài sản cố định tương tự với tài sản mà các bạn muốn khai báo, các bạn có thể nhấn chuột phải vào mã tài sản đó, chọn nhân bản để thêm mới tài sản của các bạn. Mã tài sản đầu tiên giả sử là máy tính 1 năm 2021. Tên tài sản là máy tính năm 2021. Loại tài sản máy vi tính để bàn thuộc phòng ban toàn đơn vị. Nguồn ngân sách nhà nước cấp, số lượng 1 bộ. Tiểu mục 6956 các thiết bị công nghệ thông tin. Nguồn ngân sách huyện tự chủ. Chương 622 phòng giáo dục loại 070 giáo dục đào tạo dạy nghề và khoản 071 giáo dục mầm non. Chuyển sang sheet thông tin hao mòn khấu hao.
Chi tiết, ngày mua, ngày ghi tăng, ngày sử dụng và ngày bắt đầu tính hao mòn là ngày 11 tháng 3 năm 2021. Enter. Nguyên giá 12.660.000. Enter. Tài khoản nguyên giá là 21131 máy móc thiết bị văn phòng. Thời gian sử dụng 5 năm. Và phần mềm đã tính là giá trị hao mòn 1 năm là 2.532.000. Thời gian sử dụng còn lại 5 năm đến năm 2025. Bút toán hạch toán hao mòn nợ tài khoản 61113 chi phí hao mòn tài sản cố định. Có tài khoản 2141 khấu hao và hao mòn lũy kế tài sản cố định. Số lượng chọn nhân bản là 1, các bạn nhấn cất đồng ý. Xuất hiện cửa sổ, bạn có muốn sinh chứng từ ghi tăng cho các tài sản cố định này bằng một trong các nghiệp vụ sau không? Các bạn kích chọn vào mua tài sản cố định qua chuyển khoản kho bạc. Có. Phần mềm tự động sinh chứng từ chuyển khoản kho bạc mua tài sản cố định. Có ngày chứng từ và ngày hạch toán. Ở phần khai báo về tài sản chúng ta đã điền đó là ngày 11 tháng 3 năm 2021. Số chứng từ chuyển khoản kho bạc và số ghi tăng tài sản cố định phần mềm tự động lấy số. Đơn vị trả tiền từ tài khoản 9523.3.3 ngân sách. Đơn vị nhận tiền là ông Nguyễn Trung Kính. Các bạn nhấn mũi tên để tìm kiếm khách hàng nhà cung cấp. Nếu như chưa có khách hàng nhà cung cấp trong dữ liệu của phần mềm kế toán, các bạn nhấn dấu cộng màu xanh để thêm mới khách hàng nhà cung cấp. Mã khách hàng giả sử đặt là Lạc Tín. Tên khách hàng Nguyễn Trung Kính. Địa chỉ Hai Bà Trưng, Hà Nội. Có số tài khoản 3711000358697. Các bạn kích mũi tên để tìm mã ngân hàng, ấn vào ống nhòm màu đen. Tôi đặt từ khóa ở phần tên ngân hàng là Hai Bà Trưng. Ta tìm thấy Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam chi nhánh Hai Bà Trưng, các bạn kích chọn đồng ý. Nhấn cất. Lý do chi? Chuyển tiền. Mua sắm. Máy văn phòng tập trung. Năm 2021 theo hóa đơn số 061691 là sử ngày 3 tháng 3 năm 2021. Nội dung diễn giải phần mềm đã tự động lấy đó là mã tài sản máy tính 1 năm 2021, diễn giải là máy tính năm 2021, phòng ban toàn đơn vị, hạch toán nợ tài khoản 21131, tài sản máy móc thiết bị văn phòng, có tài khoản 36611, giá trị còn lại của tài sản thuộc nguồn ngân sách nhà nước cấp, số tiền 12.660.000. Khi các bạn khai báo mã tài sản là máy tính mà các bạn mua cũng như là laptop các bạn mua thì các bạn phải khai báo về mục lục ngân sách nhà nước, tức là khai báo đến tiểu mục. Bởi đơn vị mua tài sản bằng hình thức rút dự toán kho bạc cho nên sẽ có bút toán hạch toán đồng thời. Các bạn nhấn cập nhật hạch toán đồng thời. Và tài khoản 008212 thực chi dự toán chi thường xuyên năm nay phải thể hiện được tiểu mục là 6956 các thiết bị công nghệ thông tin. Các bạn cho hoạt động là nguồn ngân sách nhà nước cấp. Trên sheet thống kê hoạt động nguồn ngân sách nhà nước cấp và nhấn cất. Tại giao diện của chuyển khoản kho bạc, các bạn có thể in được giấy đề nghị thanh toán và làm tiện ích để sinh ngược giấy rút dự toán chuyển khoản cho nhà cung cấp. Tuy nhiên, chúng ta mới khai báo một mã tài sản cố định, đó là máy tính 2021. Còn một mã nữa phải thanh toán cho cùng nhà cung cấp mang tên Nguyễn Trung Kính. Cho nên, chúng ta sẽ đóng chứng từ chuyển khoản kho bạc này lại.
Phần mềm quay về giao diện của mã tài sản cố định. Các bạn nhấn thêm trên thanh công cụ. Mã tài sản mới đó là laptop 1 năm 2021. Tên tài sản laptop Dell năm 2021. Thuộc loại tài sản là máy tính xách tay. Phòng ban toàn đơn vị. Nguồn hạch toán là nguồn ngân sách nhà nước cấp. Số lượng 1 đơn vị tính là bộ. Mục lục ngân sách nhà nước, ngân sách huyện tự chủ, chương 622, phòng giáo dục đào tạo. Loại 070, giáo dục đào tạo dạy nghề, khoản 071, giáo dục mầm non. Và tiểu mục 6956, các thiết bị công nghệ thông tin. Sang thông tin, hao mòn, ngày mua, ngày ghi tăng, ngày sử dụng và ngày bắt đầu tính hao mòn là ngày 11 tháng 3 năm 2021. Enter. Nguyên giá 14.990.000. Các bạn enter. Thời gian sử dụng tài sản này theo quy định thông tư 45/2018 là 5 năm. Phần mềm đã lấy được giá trị hao mòn 1 năm là 2.998.000. Thời gian sử dụng còn lại là 5 năm đến năm 2025. Bút toán hạch toán hao mòn nợ tài khoản 61113, chi phí hao mòn tài sản cố định. Có tài khoản 2141, khấu hao và hao mòn định kế tài sản cố định hữu hình. Các bạn nhấn cất. Và lại xuất hiện một cửa sổ nhỏ, phần mềm hỏi bạn có muốn sinh chứng từ ghi tăng tài sản cố định bằng một trong các nghiệp vụ sau không? Nếu như các bạn kích chọn vào mua tài sản cố định qua chuyển khoản kho bạc và nhấn có, thì phần mềm sẽ cho các bạn một chứng từ chuyển khoản kho bạc mới ở phân hệ kho bạc. Nhưng vì chúng ta mua máy tính và laptop cho cùng một nhà cung cấp, cho nên chúng ta chỉ cần tạo một chứng từ chuyển khoản kho bạc chung để bật tiện ích sinh được giấy rút dự toán thanh toán cho một nhà cung cấp chung. Vậy các bạn sẽ lựa chọn không. Chúng ta quay sang phân hệ kho bạc. Vào danh sách chuyển khoản kho bạc, mở chứng từ chuyển khoản kho bạc mua tài sản cố định, bỏ ghi trên thanh công cụ, nhấn sửa và thêm mới dòng tài sản thứ hai tại đây, đó là laptop 2021. Enter. Phần mềm tự động hạch toán nợ tài khoản 21131, máy móc thiết bị văn phòng có tài khoản 36611, giá trị còn lại của tài sản thuộc về nguồn ngân sách nhà nước cấp, số tiền là 12.660.000. Theo tiểu mục là 6956, cấp phát dự toán nghiệp vụ thực chi, ở sheet thống kê hoạt động từ nguồn ngân sách nhà nước cấp. Quay lại sheet hạch toán, tổng tiền của hạch toán trong bảng nợ 21131 có tài khoản 36611 là 27.650.000. Các bạn phải nhấn vào cập nhật hạch toán đồng thời để cho hạch toán ngoài bảng tài khoản 008 đúng với số tiền của hạch toán tài khoản trong bảng. Nếu các bạn quên cập nhật hạch toán đồng thời mà các bạn nhấn cất luôn trên thanh công cụ cũng không sao, phần mềm sẽ hỏi các bạn thông tin hạch toán đồng thời không phù hợp, bạn có muốn cập nhật không. Các bạn nhấn có. Vậy là hạch toán trong bảng và hạch toán ngoài bảng đã khớp số liệu với nhau. Tại đây các bạn lên thanh công cụ, nhấn tiện ích, sinh giấy rút dự toán. Phần mềm quay ngược sang giấy rút dự toán chuyển khoản thực chi và diễn giải là chuyển tiền mua sắm máy văn phòng tập trung năm 2021 theo hóa đơn số 061691 ngày 3 tháng 3 năm 2021. Ngày chứng từ ngày hạch toán tự động 11 tháng 3 năm 2021 và số của giấy rút dự toán phần mềm tự động nhảy. Các bạn nhấn cất. Tại đây các bạn có thể in giấy đề nghị thanh toán và in mẫu giấy C202A giấy rút dự toán ngân sách nhà nước theo nghị định 11/2020 để xuất khẩu đi dịch vụ công. Chúng ta in giấy đề nghị thanh toán trước, chọn thực hiện. Điền các tham số báo cáo kính gửi hiệu trưởng trường mầm non Hoa Lan, họ tên người đề nghị là người mua trên hóa đơn,
Trịnh Thị Ngọc Quyên, bộ phận nhân viên. Đồng ý. Các bạn in ra để lưu ạ. Chúng ta đóng. Các bạn cũng sẽ in mẫu C202A giấy rút dự toán ngân sách nhà nước theo Nghị định 11/2020, Nghị định của Chính phủ, kiểm tra về cách hiển thị. Nhấn đồng ý. Và chúng ta có giấy rút dự toán ngân sách nhà nước, thực chi, chuyển khoản, thanh toán cho nhà cung cấp Nguyễn Trung Kính. Có điều nội dung thanh toán theo phần mềm đang để là hai dòng, bao gồm có laptop Dell theo tiểu mục 6956 và máy tính 2021 theo tiểu mục 6956, cùng tiểu mục, cùng mã chương, mã ngành kinh tế và mã nguồn kinh tế, và cùng đơn vị nhận tiền là ông Nguyễn Trung Kính, thì kho bạc không cần các bạn phải tách chi tiết làm hai dòng. Nội dung thanh toán mà kho bạc quan tâm sẽ là số và ngày của chứng từ gốc. Do đó, các bạn sẽ phải sửa giấy rút này trước khi xuất khẩu dịch vụ công, hoặc các bạn đóng giấy rút này lại. Chúng ta nhấn sửa trên thanh công cụ của giấy rút dự toán chuyển khoản để copy nội dung diễn giải là chuyển tiền mua sắm máy văn phòng tập trung năm 2021 theo hóa đơn 061691 ngày 3/3/2021 và dán xuống nội dung thanh toán. Số tiền lúc này trở thành 27.650.000. Nhấn chuột phải vào dòng thứ hai, xóa dòng chứng từ và nhấn cất. Các bạn thực hiện in lại mẫu giấy rút dự toán ngân sách nhà nước C202A theo Nghị định 11/2020, kiểm tra về cách hiển thị, nhấn đồng ý. Và đây là giấy rút dự toán ngân sách nhà nước thực chi chuyển khoản, kho bạc sẽ chấp nhận thanh toán.